Rồi, xin chào mấy anh em ha. Bữa nay em giới thiệu cho anh em một ít mẫu sản phẩm anh em cho anh em tham khảo nha anh em. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là một cái áo lụp đôi nha anh em, áo lụp đôi ha. Thì cái áo lụp này anh em thì may bằng vải kaki nha anh em, mấy kaki ha. May dày lắm nha anh em. Thì chính giữa này anh em nó có dây kéo nè. Mình có thể để chung hai cái mình vải luôn hay là mình tách ra từ riêng hai cái rồi đều được nha anh em. Thì ở đây thì mỗi bên nó thì nó riêng biệt hết. Có hai quay đeo riêng hết trơn nha anh em. Thì mỗi bên nó đều có hai dây hết trơn ha. Thì nó có dây rút hai đầu luôn nha anh em. Nè, đầu này đầu dưới nè, dây kéo. Còn ở trên thì cũng có dây rút luôn nha anh em. Thì cái này á, cái móc của nó anh em móc mình có thể tháo rời, tháo ra, tháo vô rời riêng anh em được nha. Cái này móc bằng inox luôn nha anh em. Thì bằng inox ha. Thì cái này hiện tại thì em đang bán một cặp gì đây là một bộ gì anh em. Bộ gì đây là 201 nha anh em. Mấy mẫu này xài siêu bền, giải kaki nó dày lắm. Xài bền lắm nha anh em. Sổ kỹ lắm. Thì anh em cần cái mẫu này alo em nha anh em. Và tiếp tục em giới thiệu cho anh em là một cái áo lụp nữa nha anh em, áo lụp ha. Thì cái áo lụp này thì nó may bằng vải vải thun thái cò giãn nha anh em. Vải thun thái cò giãn nè. May dắt sổ cứt. Nè. Nó có dây rút hết trơn hai đầu, ngay đầu trên đầu dưới nha anh em, dây kéo nè. Dây kéo nó cũng tốt lắm nha anh em. Thì cái áo lụp này thì cái có quai đeo nhưng mà cái quai đeo của nó anh em may dính liền vô luôn nha. Thì may cũng dắt sổ kỹ lắm anh em, xài yên tâm nha. Thì khi mà mình xài thời gian sợ cái mấy cái đường chỉ này bung thôi, mình quải lâu ngày á, bung thôi nên anh em may kỹ lắm. Thì cái áo lụp này có quai đeo dính liền luôn á anh em. Thì hiện tại em đang bán giá là 80 nha. Anh em cần cái mẫu áo lụp này alo em nha anh em, giá 80 ha. Rồi, tiếp tục đây là cái áo lụp nữa. Thì cái áo lụp này nó không có quai đeo nha anh em, không có quai đeo luôn. Thì cũng may cũng y chang vậy đó nha anh em, sổ giải thùng thái y chang vậy ha. Không có quai đeo nha anh em, không có quai đeo. Hiện tại thì em đang bán giá là 60 nha anh em, không có quai đeo 60 nha. Anh em cần mẫu alo em nha anh em. Và tiếp tục cũng giới thiệu cho anh em là cái áo lồng nuôi. Thì áo lồng nuôi thì em có nhiều size lắm nha anh em, em có nhiều size lắm. Từ như 30, 35, 36, 40 có đầy đủ hết. Thì cái thì cũng vài chục ngàn anh em, vài chục ngàn à. Thì cái khoảng 35, 40, 45 tùy theo cái lồng của anh em á. Thì anh em khi anh em điện đặt á, thì anh em báo số lồng thì em gửi đúng xe cho về mình xài luôn nha anh em. Thì này là may bằng vải thun thái còn giãn luôn nè. Hiện tại thì cái này em đang bán giá anh em bán giá là ba mấy 40 tùy theo cái lồng của anh em nha. Còn cái này thì cái túi đựng bổi đa năng này nè, cái túi đựng bổi đa năng nè. Thì cái khuôn dưới này là làm bằng khuôn kẽm ha. Thì cái khuôn kẽm thì bề dài nó là 30 nha anh em, ngang 20 ha. Thì cái này á, thứ nhất là nó thoáng nha anh em, nó thoáng nó không hợp. Còn mình mà như chẳng hạn nó có đi phân thì rất thẳng xuống luôn, nước nôi nữa anh em. Thì cái lớp dưới này thì là bằng vải kaki dày. Kaki dày nha anh em. Còn lớp giữa này thì làm lớp lưới, còn đựng thêm lớp mốt nữa ha. Còn trên này lớp vải kaki luôn nha anh em. Đây có dây kéo. Thì cái này thì nó xài đa dụng lắm. Cái này thì đựng được tới 7 lớp loại nữa nha anh em. Em đựng cút chích quất bìm bịp, anh em đựng cúng núm gì anh em đựng ok nha hết trơn nha anh em. Không ngợp ha. Anh em yên tâm không ngợp đâu nha anh em. Thì cái này hiện tại thì bán nhiều lắm. Thì có số anh em như mua về người ta đựng cá đồ cũng được nữa nha anh em. Đi nhấp á. Thì đựng nhiều thứ đó. Thì anh em tùy thêm lên chuyển thôi. Hiện tại thì em đang bán giá 170 nha anh em. Anh em cần mấy mẫu này mẫu nào anh em alo em ha. Còn một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em nào có thương ủng hộ em hoặc là muốn đăng ký kênh á anh em. Khi mà em lên những cái mẫu mới á thì anh em mình nhau chia sẻ nha anh em. Rồi xin chào mấy anh em nha anh em.